Hầu hết khi xây một ngôi nhà, công trình, chủ đầu tư đều mong muốn chọn lựa vật liệu tốt và chất lượng để không bị phiền toái khi phải đập đi xây lại hoặc trong quá trình sử dụng bị những tình trạng như bề mặt gạch để lại vết ố, vết nứt. Một số nhà sản xuất khi không hiểu sản phẩm họ sẵn sàng có mức giá thấp và lấy nguồn nguyên liệu kém chất lượng để tạo ra sản phẩm, và lớp phủ bảo vệ lớp men kém chất lượng sẽ gây ra tình trạng gạch bị vết ố khi lỡ đổ cà phê đậm đặc vào. Thấu hiểu nỗi lo sợ của khách hàng, Việt Thai là nhà sản xuất có tâm và muốn cái đẹp ấy luôn mãi đẹp và bền. Theo thời gian, Việt Thai tìm nguồn nguyên liệu chất lượng và luôn nâng tầm sản phẩm ở mức cao cấp. Chính vì vậy mà nhiều kiến trúc sư hoặc nhà thầu luôn lựa chọn cẩn trọng hơn trong việc đưa sản phẩm uy tín và chất lượng. Việt Thai không chỉ là đơn vị sản xuất, không chỉ là đơn vị bán hàng mà Việt Thai còn cho bạn những giải pháp để cái đẹp ấy luôn luôn làm bạn yêu công trình của mình và hơn thế nữa. Việt Thai là nhà sản xuất theo dòng sản phẩm gạch bông, bông gió, đá mài nghệ thuật không nung nhiệt, không thải CO2 gây ô nhiễm môi trường sống. Với hơn 160 màu khác nhau để cho các bạn thỏa sức sáng tạo, cùng tìm hiểu sản phẩm trên website việtthai.com và đừng ngại liên hệ với Việt Thai để cho ra các giải pháp phù hợp không gian sống của bạn và phù hợp với tính nhân văn của sản phẩm. Sự kết nối và lan tỏa để cùng chung tay bảo vệ môi trường là thông điệp sống xanh mang tính bền vững. Bạn có muốn những điều ấy, hãy liên hệ với Việt Thai để chúng ta là tình bạn nhé. Yêu từ ánh nhìn đầu tiên và mãi yêu yêu hoài bạn nhé.